thấy bật người quanh đây buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà niềm vui bao la, từ khi chào đón mấy chú rể tân về lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu vừa đủ sai sung, một gia đình mới chứa chan niềm yêu thương. Một, hai, ba, bốn, năm. Chị nhảy đi, cho chị tập thể dục coi. Thì tập cái gì nhẹ nhẹ chút đi. À mầm thì em ngủ không được, mai không có đi làm được đâu. Ờ rồi rồi rồi, chị sẽ nhẹ nhẹ. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Nè, chị có biết đó là em đi làm một ngày bao nhiêu tiền không? Cả 100 triệu của em đó. Chị là em ngủ không được, em đi chợ em mất một buổi sáng là chị đền cho em 50 triệu nha. Trời đất ơi, làm gì dữ vậy? Lại gì nhiều tiền dữ vậy? Em cũng có việc làm nữa hả? Có chứ. Trời ơi, chị không biết hả? Bây giờ em của chị là một nhà báo tài năng, biết bao nhiêu tòa soạn tranh giành em. Ủa? Em phải cho chị tập thể dục chứ. Nếu như mà em cảm thấy em không ngủ được thì qua phòng chị Cầu. Phòng chị Cầu có một mình à? Không, phòng má cũng được. Qua phòng má. Không học. Em sẽ qua phòng nội. Phòng nội được á, phòng nội. Để mét chị á. Trời mà cho mét à. Thôi không nhảy dây nữa, không tập thể dục nữa. Nhiều quá. Ừ thôi bây giờ không tập thể dục nữa. Giờ chị nhắn tin với người yêu chị được không? Có quyền mà đúng không nè. Anh đang làm gì đó? Anh có nhớ em không nè? Trả lời liền. Anh nói anh nhớ mình mà còn nhớ muốn điên luôn á. Trời quỷ xí à. Chị có âm thầm đi hoài à? Chứ giờ em muốn sao? Em muốn chị sống sao? Chị tập thể dục thì em nói ồn ào, chị nhắn tin cho người yêu chị em cũng bực bội nó là sao? Bây giờ một là em đi ngủ đi, hai là em đi ra chỗ khác ngủ. Đền cho em 50 triệu tiền xã hội của em đi á. Ê, ăn mệt đi đâu á? Có cái mệt một à. Phải. Trời ơi, con bé này nó ngủ dễ thương quá à. Chị sẽ làm vài bô cho em. Chị thật là đẹp nha. Trời ơi, coi nó ngủ kìa. Trời ơi. Trời ơi, cái giò thấy ghét chưa nè. Này là ngủ banh càng à, chị chụp cái cận cái tay em nè. Cái tấm này ít ra mình để mình tống tiền nó được nè. Anh á, anh quẩn nha, hôm nay anh phải chụp cho em thiệt là đẹp đó nha. Làm gì vậy? Hả? À, anh nói làm gì đâu. Lấy máy hình ra làm chi? À, con mượn nó với lại nãy con vừa mới chụp hình. Em xài ngủ thấy ghét không? Ngõ này muốn nách na gì hết trơn trời. Bữa nay sửa soạn đi chơi nữa phải không? Sao nào biết hay vậy? Chỉ có mình nội là hiểu ý của con. Nội nội, nội thấy hôm nay con mặc ăn mặc sao? Được không? Được lắm. Đủ màu sắc hết luôn. À, vậy lên hình nó mới đẹp á nội. Nè nè nè, định làm gì đây? Dạ con đi chụp hình. Trời đất ơi, nghe nói bữa nay là con Xoài nó đi phỏng vấn đi gì đó, đi họp báo gì đó mà rồi con lấy của nó rồi coi chừng nó la đó nghe. Không có đâu, nó cho con mượn mà. Thiệt không? Dạ thì con đi với anh Quẩn đây. Để không nội, chắc lên hình ăn ảnh lắm ha. Thôi đi đi. Đi ra. Trời ơi, riết mà ăn bận giống ai đâu. Trời ơi, nè Xoài, dậy đi con.
Gì vậy nội? Trời đất ơi, trên phòng sao không ngủ, xuống đây mày nằm ngủ, con gái rồi nằm ngủ rồi kìa. Cả đêm chị vừa chị ồn ào, con không có ngủ được đâu nội. Ngủ nữa cái gì nữa, nghe nói bữa nay con có họp báo gì đó phải không? 7 giờ rồi kìa. Chết rồi, con ngủ quên. Chết rồi, trễ giờ rồi. Nè, chạy đi đâu vậy? Mình gối này xách lên luôn. Con trễ giờ rồi, chút rồi rảnh dẹp giùm con đi. Đi nữa. Trời ơi, con nhỏ này tao mắc kẹt chơi đi mà. Thôi, gác lửa gì, hư thân mất nát. Thôi để đây đi. Mình mới chơi xong rồi, chừng một chút nữa mình tính tiếp. Trời ơi, nói chuyện tụi nó chết rồi nè, thấy không? Trời ơi, cái gì vậy? Con nhỏ này sao vậy nè? Chết tôi rồi. Bây giờ là phải làm sao bây giờ? Trời ơi. Trời ơi, trời chết. Trời ơi, cái gì vậy con? Cái gì vậy? Tự nhiên bị la làng nó vậy? Cái vụ gì? Nội ơi nội. Gì? Tự nhiên cái máy chụp hình của con mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Tôi giật mình, giật mẩy hết trơn à. Con đó nghe. Riết rồi con làm như con già bằng nội vậy đó. Con cho chị ba con mượn rồi, bây giờ tự nhiên la làng là sao? Con cho chị ba mượn rồi nè. Chị tự lấy của con rồi hả? Lâu lâu rồi chị mình mượn lần thì cho nó mượn đi con. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Nội ơi, còn 20 phút nữa. Chỉ 20 phút nữa thôi là tới giờ con phải đi họp báo rồi. Bây giờ không có máy chụp hình làm sao con đi? Nghĩ cách thôi. Vậy con tự xử đi ha. Nội đang tới một cái giai đoạn là cực kỳ quan trọng, nó sắp chết tới nơi rồi nè. Trời ơi, chết mất tiêu rồi. Trời ơi, nó nằm đâu rồi? Cái chỗ nào đâu rồi? Nói cái gì vậy? Hú hồn muốn giết con nhỏ này. Bà nội, công sức bà nội nuôi con 20 mấy năm trời, bây giờ là lúc nội thể hiện tình yêu thương với con cháu. Thể hiện một cách nào? Trời ơi, kịch liệt mà nè. Trời ơi, trả lại đó. Wow. Trời ơi, cái tấm này thì ghét à. Anh đẹp thiệt. Trời ơi, cái tấm này nữa nè. Ơi, chịu không nổi luôn á. Lãng mạn quá ta. Nhìn thầy Quẩn là biết lãng mạn rồi, nhưng mà không ngờ thầy lãng mạn tới mức này luôn á. Trời ơi, thầy của em à. Rồi sau này em còn bất ngờ nhiều với thầy của em. Lãng mạn lắm em ơi. Trời ơi. Còn không cho em. Nữa nè, đó. Đây là chị mở cho nhà đó. Chịu nổi luôn á. Trời ơi, em phá hết hình của chị cho chị coi. Phải bình tĩnh em. Bình tĩnh, có gì nói. Em đánh chị cũng được, em đừng xóa hình chị nha. Hay quá ha. Lấy máy chụp hình của em mà không có xin phép em. Con biết là hôm nay em đi họp báo, mà cả đêm hôm qua thì làm ồn. Làm sáng nay vô họp báo mà ngủ gục luôn á. Không có máy chụp hình để chụp hình. Chị không biết. Sao em không nói là sáng sớm em phải đi học? Có hại đâu mà nói. Chị đâu có biết đâu. Thì mỗi bữa có bữa em cũng hay để máy ở nhà. Cái chị nghĩ là bữa nay em rảnh, khi chị lấy máy em chị đi chụp hình. Dạ em. Đừng xóa của chị nha xoài, tội nghiệp chị xoài. Cái gì em bỏ vô trong cái laptop. Xoài. Trời ơi, chị là một người chị cực kỳ tốt, cực kỳ mẫu mực. Chị biết là chị mượn đồ của em thì chị phải có trách nhiệm mua đồ ăn cho em nè. Đồ ăn chị thích không á? Gà rán nè, thơm. Rồi phô mai chiên, rồi khoai tây chiên em đợi chị nãy giờ á. Salad trộn nữa. Em ở trên phòng là em chỉ đợi cái này thôi á. Đợi chi? Để chị về ăn chung. Đúng rồi. Nghe. Tạm bỏ qua. Ăn. Ở đâu ăn? Trời ơi. Sao nó gọn gàng quá vậy? Dọn dẹp hả? Đúng rồi, chị mấy em xung á cùng nhau dọn cái phòng này nè, sạch sẽ không? Vừa ý không? Cái gì vậy? Hồi nãy dọn phòng có thấy một đống hồ sơ của em không? Thấy, trời nó tràn lan, nó tung tóe khắp điều nơi. Đúng rồi, chị với lại em xung phải gom từng tờ một. Rồi cái từng tờ một đâu rồi? Ôi, cái từng tờ một chị gom lại thành một đống, một xích đầy vậy nè. Thế là chị
quăng xuống dưới nhà rồi. Đúng rồi. Quăng xuống dưới nhà hả? À, chính xác hơn là chị quăng xuống cho má. Coi má sử dụng được cái gì thì má sử dụng, còn má không sử dụng được thì má bán ve chai. Cô gì? Bình tĩnh em. Cái đó có quan trọng lắm không? Đó là những cái hồ sơ mà quan trọng nhất trong của chị đó. Ủa vậy hả? Thì em báo chị tin buồn nha. Hình như má đem đi đâu mất rồi đó. Chị không biết gì hết. Chị không biết gì hết. Chị tưởng là cái đống giấy em dùng tung tóe là em không cần thiết. Chị đợi em đi. Em xuống nhà rồi em tới em chơi chị sao? Vậy em có được ăn không? Em ăn được chưa? Em muốn ăn thì em ăn đi. Nhưng mà lỡ như mà con Xoài nó giận chị, nó lên nó giết chị, em phải bảo vệ chị nha. Em lỡ ăn của chị rồi nha. Không, cái phần ăn này là cho phần dọn phòng thôi. Còn nếu mà em bảo vệ chị là phải phần khác gấp đôi. Cũng được, để nó còn phần nữa em ăn luôn đi. Nhớ nha. Tôi nói nhà con gái chị mà cho đông bay bừa. Trời ơi, giấy báo giấy dụng, ba cái gì tùm lum tề lê. Không dọn dẹp chắc cái phòng nó riết rồi thành giống như cái nhà kho luôn nữa. Quá mệt. Gì con? Hả? Gì Xoài? Má ơi, hả? Má có hát cái một đống giấy của con không? Đống giấy gì? Hồ sơ á má. Trời ơi. Thôi nói về hồ sơ tôi chưa chửi mấy cô đó nha. Gái lứa gì mà cái phòng tụi bay nghĩ làm sao vậy? Hả? Má vô mà má thấy nào là bụi nè, rồi nào là tao nói cái gì mạng nhện nè, rồi đụng vô cái là dán nó bò nó chạy ra ngoài. Báo chí coi rồi thôi chừng vài tháng rồi đưa cho tôi rằng tôi đi dẹp đi. Cái gì mà vô ôm cả tụng đồ luôn à. Nè má thấy không không? Nhà má để đâu rồi má? Thì nó dơ quá má đem má bán ve chai rồi. Quên. Bán ve chai đây nè, đây. Đây 10 ngàn. Má bán mới bán vừa bán xong. Gì con? Gì con? Hả? Gì vậy? Cái gì vậy? Gì? Sao mà tức tửa vậy? À mà bán ít quá hả con? Không có. Nó nói là 1 ký là 1 ngàn. Mà nay gần 10 ký mới bán 10 ngàn đó. Thiệt á. Má ơi, má có biết á, là 10 ngàn của má là để đổi lấy một đống hồ sơ quan trọng của con không? Con nói giỡn hay sao vậy? Hồ sơ quan trọng mà là nằm dưới đất. Hồ sơ quan trọng mà nó tao nói nó. Ủa nhưng mà thường hồ sơ quan trọng tao bỏ trong cái sơ mi hay là bỏ trong cái bao nào tao bọc lại. Tự nhiên sao nó tùm lum báo chí rồi má thấy rồi má cứ gom vậy. Má cột lại má đem má cân ký thôi chứ có gì đâu mà. Con nói giỡn hay sao vậy? Má, hồi tối hôm qua tại con nghiên cứu nó khuya quá nên con mệt con buồn ngủ con để đó luôn. Định sáng dậy thu dọn lại. Ai ngờ má nói là má bán ve chai hả má? Vậy má có nhớ là tướng mạo á, hình dạng của bà bán ve chai như thế nào? Má kể cho con nghe đi rồi con đi kiếm bà. Bà có mắt không má? Bà có hai con mắt. Còn gì nữa má? Một cái miệng. Nhưng mà cái miệng hơi rộng tại vì bà rau ve chai đồ lớn dữ lắm. Cái gì quan trọng hả má? Bà rau như thế nào? Con muốn nghe được cái giọng của bà để con biết nữa con kiếm được. Ai ve chai báo cũ sắc dụng đồ cũ bán không? Đó, thường xuyên là má nghe bà rao vậy đó. Rồi, bà, toàn gì nữa không má? Má chi tiết hơn. Có cái quan trọng. Cái bà mày ve chai thường xuyên má bán đồ cũ, thậm chí má cho bà đồ bao bì trong nhà mình đó. Dạ má sao? Là cái bà đó là bà đã nghỉ rồi. Còn cái bà này bà mới đổi lại đây, mới hôm qua hôm nay à. Thành ra, thiệt ra má cũng đâu quen đâu má đánh đâu. Con hận bà bán ve chai. Nhưng mà con hận nhất là bà vô. Cuộc chiến giành phòng bắt đầu.